anh thích. Anh nhưng mà anh sau to đấy chú. Núi đôi Hà Giang được nhìn từ trên cao xuống. Chỗ này vẫn là quần bạ nhỉ. Kia hai quả núi đôi kia gì? Ôi dồi ôi, nhưng mà đi này hơi ghê chân. À ôi, mát quá nhưng mà vẫn hơi ghê chân. Có mát lắm nhưng mà vẫn hơi ghê chân. À em chào anh Thọ. À đây quần bạ đây. Úi giời, có cái biển quần bạ rất to. Đâu? Ừ nhìn thấy tí tí xếp túi chụp cho kiểu cho thủy vui. À vui thủy chứ nhỉ. Đây vẫn là quần bạ cho nó bay. Ở đâu vậy á? À, đây là quần bạ Hà Giang anh. Đây gì quần bạ cái gì? Núi đôi đây này. Núi đôi. À đứng trên này hơi ghê, hơi run run. Đây núi đôi đây. Đấy, trông rất đều nhau. Còn đây là toàn cảnh. Mỗi cả sợ em đi theo công ty, em có đi một mình đâu mà đi, có mình em đi gì? Đâu sếp ơi, sếp chụp cho em sếp ơi. Điện thoại của ai đấy sếp? Của Tú à? Tí cho lên nhóm nhá. Đây đây đây, chị cầm chị quay cho em đang quay trực tiếp, chị quay xung quanh cho em. Dưới là nhìn thấy cả cái đường à? Em lên đây nó cứ nóng điện thoại là phải. Chào Hiền Nguyễn. Đây là Hà Giang. Ôi trời ơi, dập sốt vào cái kia. À, trên cái gì nhỉ? Chị la lên ô của chị ạ. À. Em muốn đang che cái để cho nó đỡ nắng điện thoại. Ai da nó bay. Không. Đây. Đỗ Thị Hương Giang. Giang ơi, nhìn thấy quả núi đôi đẹp không? Có nhìn rõ núi đôi không? Nói chuyện đi, chắc là xem có nhìn thấy núi đôi không? Để chị quay tiếp không? Tắt luôn. Tại vì lên đây mạng nó hơi yếu, chập chờn ấy. Đây này, hai quả núi đôi đây này. Rất là tròn trịa này. Trên này nó cao hơn thôi chứ chụp ảnh ở dưới có khi đẹp hơn đấy chị ạ. Bên nào chị? Ê da, nó bay cả cái ô. Ôi trời ơi, ô về ô. Gió lật được cả ô kìa. Đấy rồi, thôi tôi dừng cụp nó vào đi. Lên đấy gió mạnh quá. Em đang live stream, chị nhờ anh đi, nhờ anh này. Thôi quay thế rồi. Để cho... À, chào em Hạnh. Anh ơi, lại lên quần bạ. Vốn nó chụp ảnh ở cái chỗ này. Nhưng mà bây giờ đẹp hơn ngày xưa rồi. Chả biết mọi người xem có nghe quay được không nhỉ, chả thấy ai nói gì nữa nhỉ. Đi lên đây nó hơi run chân. Ừ. Loan ơi, run chân Loan ơi. Đấy, chị bảo sợ Hà Giang rồi nhưng mà chưa được đi sông Nho Quế nên là vẫn phải đi. Hôm nay bọn chị đi 3 ngày ở trên này cơ chứ không phải đi cái kiểu lần trước, hiểu không? Đi lần trước hãi vãi linh hồn ra nhưng lần này không đi kiểu đấy.
Lần này đi mấy ngày liền cơ, thẳng cẳng mấy ngày cơ. Đi. Ủa nóng quá. À, chào Thanh. Thanh Ngọc ơi, lại Hà Giang. Ok, ok, xong rồi xuống. Vào một cái nhà hàng ấy. Lại Hà Giang gì? Đây này vừa quẩn bạ, chị vừa quay nhưng mà xuống rồi, không nhìn thấy chỗ này, không nhìn thấy quẩn bạ đâu. Chỗ này chỉ còn thấy núi đôi thôi. Kìa, núi đôi kìa. Đây, núi đôi đây. Thế à? Sáng đấy. Đúng núi đôi mà chính nó là núi đôi mà. Anh chụp được kênh nào đây chưa? Đây, núi đôi đây gì? Mà sao là hai cái quả núi kia nó tròn tròn giống nhau thế nhỉ? Thế à? Vì nó tròn vì nó tròn tròn giống nhau nên gọi là núi đôi đúng không? Trên trên đấy thích rồi, ổi lên thì mát lắm ấy, vừa đây gió bay, chị cầm cái ô mà nó bay cả ô luôn ấy. À đây. Núi đôi Cô Tiên đây, trời ơi. Đây, chụp lại đây cho nó nhớ này. Núi đôi Cô Tiên trên đây, núi đôi Cô Tiên đây. Mát lắm luôn, trên này mát lắm. Kiểu di sản, kiến tạo, kiểu địa mạo. Ôi thôi, không đọc nữa, lắm chữ quá. Thôi đi xuống, đi xuống. Đi xuống nào. Công nhận đây này mát nhỉ. Nó nắng mà vẫn mát cơ. Nắng chang chang nhưng mà lại mát lẹm tem tép nữa. Suốt ngày đi leo núi. Núi đôi nhà chị không đẹp bằng núi đôi ở đây. Núi đôi Cô Tiên này phải đẹp hơn chứ. Núi đôi này là núi Cô Tiên cơ mà, không phải núi đôi thường đâu. Bò cái bậc này mềm. Lúc đi xuống thích hơn chị nhờ. Lúc đi lên em thở. Mồm miệng tranh nhau thở. Mồm rồi mũi rồi các kiểu. Đúng rồi, em sợ độ cao chị ạ. Nhưng mà không hiểu sao mà đấy, cứ loanh quanh em toàn đi leo núi. Thôi tạm biệt tí nữa Trang Nguyễn. Trang ơi, mày về chưa? Lúc mà về tối rồi chị gọi chị bảo thôi nhá. Thôi đến chỗ này tắt máy đã, không có. Mệt rồi. Hello, xin chào mọi người.